Hello, cuộc sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay ghé lại chỗ Bến Tráng Cát Thi nè các bạn. Quay lại những hình ảnh về Cát Thi cho các bạn xem. Đứng dậy đi. Đông không các bạn thấy ngồi xếp hàng không? Đá. Trong út ngắn ngắn là được rồi. Chứ nó tròn 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 vô thành dài vậy nè. Còn không que khe đâu. Không có sao mẹ hút. Trời ơi. Mẹ, con mấy thằng nhà con mượn. Ủa mẹ, chừng nào con mới có em. Đó. Không có đẻ được đâu mà em. Nó hỏi những con sao cũng mong em. Mẹ đẻ được mà. Mẹ đẻ được, thì mẹ mới đẻ con đó. Mẹ đẻ thằng đỏ cống ra con đúng không? Rồi mấy phần nha, mấy phần? 4 phần của em đây. Rồi mọi người từ từ, rồi tới ai? Khoan mọi người tới ai? Khoan tới cái này. Tới em đúng không? Rồi tới bé Âu Trăng. Đức Phụ dính cái gì dơ này. Ok em. Có anh nè, anh với bạn nè. Nay lạnh hả Cát Thi? Không, em mặc đồ vô nào bây giờ mà nóng lạnh gì em cũng mặc gì hết trơn mặc rồi từ lúc mà mới ra bán bây giờ em muốn mặc vô hiếm lắm mới mặc đầm mà bữa trời mưa đó thì đứng tắm mưa luôn á rồi lấy đồ thay rồi mới chịu khó mặc áo hai giày vô tại cái tay mình nó bự á mình mặc đồ mà đồ nó khô đồ nó hở hang nó không có đẹp của mình à mấy phần nửa phần ố lộn 4 phần bé là BD đó mọi người nhìn là biết à thầy thi công quá hả mẹ con chào chú đi con để chào chào đi ba chú cô cô chào cô đi con dạ chào mẹ mờ ba mờ ba có mua bánh trắng mè bánh trắng sa tế mờ ba mẹ còn áo trắng này là gì mẹ con nhận định ra chưa? Ok. Các bạn thấy Bến Tráng Cát Thi hôm nay đông không các bạn? Hôm nay là đầu tuần nha. Anh áo đỏ ơi. Anh ơi, áo đỏ không ấy mẹ. Công không thẳng con. Cát Thi mới thấy trai đẹp. Đó gì? Chú. Có đâu. Chú đó là hồi đó không biết là gì không? Chú đó là chú rất hảo mẹ đó. Chú yếu. Chú yếu xìu à, tại vì chú mệt á. Anh bốn hả anh? Có đâu. Anh em có ba phần. Đây mẹ ơi, đây mẹ bốn. Trong đó còn ba bình nữa. Rồi các bạn nhìn đông 1 hàng 2 3 4 5 6 7 8. Hôm nay Cát Thi hôm nay là bên chỗ Cát Thi là có ghế nha các bạn. Giờ con đợi nha, đợi nha. Ba cũng được ok. Rồi con chạy vô lấy bánh thì con ở trống xong chưa? Đâu để mẹ vô mẹ coi cho, mẹ vô mẹ coi cho. Mẹ vô rồi, con bưng xong. Trời ơi bà nội bưng không có nổi đâu. Mấy phần rồi mấy 400 được phải không? 400 giờ. Có 10.000 không có cái 10.000. Lấy bịch lẻ thì có không? Bịch này bịch lẻ cũng phải bù lên 10.000 à. Tại ba bịch 100 rồi. Lấy bịch trứng kìa. Có bịch không mà gần đó. Trứng kìa chứ đây. Bịch ăn nhiều. Dạ không anh bây giờ anh thôi anh thương giùm em theo. Anh cũng phải đợi à. Anh phải đợi bánh cái của em à. Bây giờ bánh em ra đâu có kịp đâu. Mà bây giờ anh muốn mua là phải đợi. Không anh mua bánh tráng me nè, có liền nè. À bánh tráng trộn là phải đợi. 5 phần trứng à. 5 phần 3 phần